Cô có thể chia sẻ về kế hoạch ở cái đợt tập trung này của đội tuyển nữ Việt Nam không ạ? Vâng, cái đợt tập trung này của chúng tôi là cái đợt cuối năm, tức là đợt cuối cùng của năm 2019. Nhưng mà nó cũng sang năm 2020, tức là chúng tôi chuẩn bị trong cái cuối năm 19 này và đầu năm 2020, tức là qua Tết, chúng tôi đi thi đấu tại Hàn Quốc, cái vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo. Đấy là cái nhiệm vụ của đội tuyển nữ chúng tôi. Mặc dù cái thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà vừa rồi chúng tôi đã họp đội, chúng tôi đã xác định rồi là tất cả hãy quên đi cái huy chương vàng ở SEA Games vừa qua, mà chúng ta sẽ tập trung vào cái nhiệm vụ tới đây của chúng ta. Chúng ta hãy đi xuống mặt đất, chứ đừng có bay bổng lên trên mây nữa. Tôi đã nhắc nhở tất cả toàn bộ vận động viên như vậy, để chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái nhiệm vụ tới đây của cái đội tuyển nữ. Một cái nhiệm vụ tôi nghĩ là không hề đơn giản, rất là quan trọng. Thế nhưng mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được cái nhiệm vụ này. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi cũng báo tin mừng cho mọi người ấy, là Bắc Triều Tiên đã xin rút. Thế là chỉ còn chúng ta và Hàn Quốc và Myanmar, tức là có 3 đội trong một bảng. Thế thì đấy là cái điều kiện rất tốt để chúng ta vượt qua được cái vòng đấu bảng lần này. Như vậy là nếu có thể giành ngôi nhì bảng là Việt Nam sẽ có thể tiến vào vòng tiếp theo. Vâng, nếu mà giành ngôi nhì bảng ấy thì chúng ta tiếp tục cái vòng cuối cùng nữa, đá sân nhà và sân đối phương. Đấy là một cái là rất là thuận lợi cho chúng ta. Tất nhiên là cái đợt này chúng tôi trẻ hóa rất là nhiều. Đấy, có nhiều cái gương mặt của U19 lên tập huấn cùng với đội tuyển nữ chúng tôi. Đấy, và chúng tôi sẽ đào tạo, bồi dưỡng các em làm thế nào để thay thế các chị, để cho những cái đợt tập trung sau chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú có thể chia sẻ kỹ hơn về cái lực lượng của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cái vòng loại thứ 3 này không ạ? Và đặc biệt là cái ba cái trường hợp, ba cầu thủ kinh nghiệm chia tay đội tuyển. Vâng, 4 trường hợp chứ không phải 3. Vâng. Thứ nhất là Nguyễn Thị My, Vũ Thị Nhung là 2 và Vũ Thị Thúy là 3 và Nguyễn Thị Xuyến là 4. Có 4 vận động viên kỳ cựu của chúng tôi đã chia tay đội tuyển và nhường cái suất đấy cho các cháu trẻ. Đấy là một cái mà tôi rất hoan nghênh cái tinh thần của các chị và sẵn sàng hy sinh nhường cái vị trí đấy cho các em trẻ để các em trẻ dần tiến bộ và kế cận lại cùng với đội tuyển. Lý do các bạn ấy không thể cùng với đội tham gia nốt cái vòng loại lần này? Vâng, nó có nhiều cái lý do, cái lý do gia đình, rồi lý do về sức khỏe lớn tuổi cũng có. Thế tất cả những cái lý do đấy đều tôi chấp nhận được và tôi đã gọi một số những vận động viên trẻ của U19 chúng ta lên tập huấn cùng với đội. Vâng, nhưng mà rõ ràng là các vận động viên trẻ lên thay thế các chị mà đã có kinh nghiệm, mà đã dày dặn ở trong cái cùng với đội tuyển rồi thì sẽ là rất là khó phải không? Vâng, tất nhiên là khó. Nếu mà toàn trẻ cỏ thì rất là khó, nhưng mà chúng tôi luôn luôn chúng tôi xen kẽ giữa già và trẻ. Những cái chị đã đang thi đấu ở trong đội cùng với lứa trẻ này chúng tôi xen kẽ với nhau. Chứ nếu trong một đội hình ấy toàn trẻ cả cũng không được và toàn lớn tuổi cả cũng không được. Chúng tôi xen kẽ giữa già và trẻ, giữa kinh nghiệm và sức trẻ thì chúng ta sẽ làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng có thể phân tích một chút giữa cái tính chất của cái giải đấu mà chúng ta đang chuẩn bị tới đây, nó khác gì với những cái giải đấu mà như kiểu là ở cái giải SEA Games vừa rồi thì cái độ khó nó như thế nào, và chúng ta cơ hội như ông có nói là khó cơ hội nhưng mà rõ ràng là khó khăn hơn nhiều. Rõ ràng là cái giải tới đây ấy, rất là khó khăn chúng ta. Tôi vẫn nói khó khăn là chúng ta, tại vì đây nó là khu vực châu Á và thế giới, tức là Olympic, vòng loại Olympic Tokyo, tôi nhấn mạnh là như vậy. Trên là tề tựu tất cả những cái đội bóng mà đã có thành tích ở trên thế giới này vào cái dịp này. Và ở khu vực châu Á này chúng ta có 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, tức là 8 đội và chỉ lấy có 3 đội thôi. Đấy là cái khó của chúng ta. Và gặp những cái đội mà ở châu Á, thí dụ như Bắc Triều Tiên hoặc Hàn Quốc hoặc cả Úc hoặc cả Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta chưa thể với được. Chúng tôi nói thực sự như vậy, tại vì cái trình độ chúng ta, tầm vóc của chúng ta đấy thì còn thua xa đội bạn, cho nên là chúng ta còn phải phấn đấu. Nhưng ở đây tôi vẫn nhắc lại là ở đây mặc dù rất là khó khăn với đội chúng ta, nhưng cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam và cái tinh thần ý chí chiến đấu quật cường ở cái SEA Games vừa qua, đấy là một cái điều kiện và là một cái đà cho đội chúng tôi cố gắng phấn đấu. Trong cái sau cái thành công ở SEA Games thì đội tuyển nữ đã nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của
người hâm mộ cả nước rồi cũng như là các nhà các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp. Thì cái điều này nó đã tác động cũng như là sẽ hỗ trợ như thế nào cho bề mặt tinh thần cũng như là cái điều kiện sắp tới đây cho đội tuyển trong cái vòng loại. Vâng, rõ ràng ấy là cái hình ảnh của đội tuyển nữ chúng tôi vừa qua SEA Games thì là đã giành rất nhiều cái tình cảm của người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước, rồi các cái doanh nghiệp và đã đến ủng hộ cũng như là tài trợ cho đội tuyển nữ chúng tôi. Như hôm qua, chiều hôm qua các anh đã biết ấy, có những nhà tài trợ mà đã tài trợ 20 tỷ trong một năm đấy với bóng đá, đội tuyển bóng đá nữ và các đội tuyển trẻ. Rất mừng, chúng tôi phấn khởi và khi được các nhà tài trợ quan tâm đến như vậy. Thế và giờ chúng tôi sẽ cái hình ảnh vừa qua ấy, thì nó tạo điều kiện cho các em các cháu ở mọi miền trên đất nước tổ quốc chúng ta và thậm chí cả nước ngoài nữa sẽ hướng về đội tuyển nữ chúng tôi sẽ đầu quân. Tôi muốn nói sẽ đầu quân và sẽ tập luyện nhiều hơn nữa để chúng tôi có nhiều sự lựa chọn. Sự quan tâm của giới truyền thông ấy thì nó cũng có thể mang lại những cái mặt trái. Vậy thì theo ông thì các học trò của mình đã quen với cái việc được rất nhiều người quan tâm như vậy chưa, và ông sẽ làm gì để giúp các cầu thủ? Vâng, rõ ràng là cái sự quan tâm của truyền thông rất là tốt. Tôi nghĩ là từ trước đến nay đội nữ chúng tôi chưa được quan tâm được nhiều như thế này. Đấy. Và nhất là những hình ảnh như mà các anh các chị đã thấy là những khán giả ngồi trên sân vừa qua cổ vũ cho đội tuyển nữ chúng tôi ở cái trận chung kết SEA Games hoặc là cái trận bán kết với Philippines ấy, thì rõ ràng cái cổ vũ đã tác động đến chúng tôi rất là nhiều, cái tinh thần tăng lên. Đấy là một cái tôi thấy rất là mừng. Thế và vừa qua thì là lại tiếp tục tài trợ hoặc là cổ động viên đến với chúng tôi rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng tôi luôn nhắc các bạn ấy là việc nào ra việc ấy. Tập luyện, thi đấu ra tập luyện và những cái việc khác ra việc khác. Chúng ta có được sự ủng hộ là tốt, nhưng mà chúng ta càng phải tập luyện tích cực hơn, thi đấu tích cực hơn. Thưa ông, sau SEA Games thành công như thế thì không biết là hôm qua hôm nay thì chắc là chúng ta tiếp xúc với các cầu thủ thì không biết là tình trạng tinh thần và cái thể trạng cầu thủ thì lúc này như thế nào? Vâng, chúng tôi có một số cầu thủ vẫn chưa lành vết thương sau cái trận chung kết. Thí dụ như Trương Thị Kiều, đấy, rồi là Nguyễn Thị Thùy, đấy, vân vân. Đấy, còn một số vận động viên nữa. Thế nhưng mà tôi nghĩ là trong cái thời gian ở đây ấy, thì các bạn vừa tập luyện, vừa chữa trị chấn thương, tôi nghĩ rất là nhanh chóng. Ở đây có điều kiện là gần cái Bệnh viện Thể thao Việt Nam và lại gần liên đoàn thì sẵn sàng hỗ trợ cho mọi thứ cho vận động viên chúng ta để làm thế nào hồi phục thật nhanh. Chú có thể tiết lộ, có thể chia sẻ vì sao mà đây không phải lần đầu tiên Việt Nam vô địch SEA Games nhưng tại sao mà chúng ta lại nhận được sự quan tâm nhiều như thế ở cái chức vô địch lần này? Vâng, có lẽ là mọi người đã biết cái trận chúng tôi đá với Thái Lan hoặc là Philippines vừa qua ấy, là rất gây cấn và quyết liệt. Nó không như các SEA Games khác. SEA Games khác tôi không nói là có thể là dễ dàng, không phải là vô địch dễ dàng, mà SEA Games vừa qua phải nói là cái đối đầu rất là căng thẳng và quyết liệt. Thế và gặp Thái Lan ấy, thì người ta vừa mới thua chúng ta ở AFF Cup, thì người ta muốn lấy lại cái vị thế và cái tinh thần quyết liệt của người ta cũng rất là cao. Thì rõ ràng một cái trận đấu mà ngay cả Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nắm vững cái này, là cái trận đấu với Thái Lan này rất là gay go quyết liệt, thì người ta muốn lấy lại cái vị thế thì chúng ta càng phải cố gắng. Thế thì rõ ràng là cái trận đấu đó thì nó rất căng thẳng, và chúng ta thắng lợi được cái trận đấu đó thì nó càng tăng thêm cái lòng tin của mọi người, của khán giả đến với đội tuyển nữ chúng tôi. Gặp Thái Lan thì trước đây, cách đây khoảng vài năm thì mình thường có những kết quả không tốt trước Thái Lan. Có phải là thời điểm đấy là đội mình đang trẻ hóa và khi mà các cầu thủ trưởng thành hơn trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì mình gặp Thái Lan mình tự tin hơn rất nhiều, đúng không? Vâng, anh nói rất là đúng. Chúng tôi đang trẻ hóa với hai cái lòng tự tin chưa cao, cái lòng quyết tâm chưa cao, cùng với lại cái tinh thần. Đấy, của người phụ nữ Việt Nam lúc ấy nó chưa được chín mùi. Thế và đến bây giờ thì chúng tôi không có sợ. Đấy, chúng tôi đã nói từ trước rồi, chúng tôi sẽ dần dần sẽ lấy lại cái vị thế cũng như là cái tinh thần thi đấu. Thế và rõ ràng như các anh đã thấy rồi, cái trận vừa qua chúng tôi không thua tinh thần, chúng tôi có thể thua thể lực hoặc là thua về chiều cao thôi, nhưng tinh thần thi đấu và cái bất khuất của người phụ nữ Việt Nam đã tăng lên gấp bội và chúng tôi hơn hẳn. Chú có thể chia sẻ một chút về cái trận thắng ở trên đất Thái Lan ở AFF Cup thì nó đóng vai trò nào trong việc thúc đẩy cái tinh thần cầu thủ mình khi mà gặp Thái Lan? Vâng, rõ ràng là chúng ta thi đấu với đội tuyển Thái Lan mà ngay trên đất Thái Lan mà chúng ta thắng đội bạn, đấy là một cái rất là vinh dự và tự hào. Đấy, chúng ta đã làm được việc gì đó. Thí dụ như nếu thắng ở đâu ấy
thì người ta có thể người ta còn nói thế này thế khác, suy nghĩ thế này thế khác, nhưng rõ ràng thắng ngay tại đất Thái Lan đấy, và của người ta ấy, thế và ban tổ chức tất cả của Thái Lan, sân bãi của Thái Lan cả, thì rõ ràng là Thái Lan cũng thấy được cái điều mà chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Đội tuyển nữ Việt Nam thì trong cái thời gian vừa qua có cái hiệu ứng truyền thông rất là tốt, vậy thì cá nhân ông có là huấn luyện viên trưởng có sợ rằng cái hiệu ứng nó sẽ trôi qua và sau đó chúng ta lại trở về với những cái giải vô địch quốc gia mà nó lại hiu hiu như trước không? Có sợ hiệu ứng? Và tôi rõ ràng tôi không sợ cái hiệu ứng đó, không? Càng nhiều bao nhiêu càng tốt, tại vì từ trước đến nay chúng tôi đã quen dần cái đó rồi, bây giờ có thì là càng tăng lên, và nếu không có thì lại trở lại bình thường. Chúng tôi biết có cái mực thước của mình, tức là cái mức độ của mình để mà làm thế nào cuối cùng ấy đạt thế nào, đạt thành tích là tốt nhất. Ông chờ mong chờ gì cái cú hích ở những cái sự quan tâm của mọi người này, nó sẽ là cú hích gì cho các đội bóng ở giải vô địch quốc gia vốn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn? Vâng, cú hích này thì rõ ràng là tôi sẽ nghĩ là cái giải vô địch quốc gia tới đây sẽ đông khán giả hơn, đến cổ động viên đội của các câu lạc bộ nữ chúng ta, và tất cả có nhiều em sẽ tham gia bóng đá nữ chúng ta nhiều hơn, để chúng tôi và có nhiều đội tham gia nhiều hơn trong cái giải này, để chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Và cái quân số của mình hôm nay là vẫn chưa đủ rồi. Quân số vẫn chưa đủ, hiện nay là Tuyết Dung xin phép, thế còn một số vận động viên nữa, chúng tôi thiếu vắng 4 người nữa. Và